Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục Văn hóa thể thao phát sóng định kỳ vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thể thao Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật ở các bộ môn và từng bước khẳng định hướng đi mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Trong thành công đó có dấu ấn của công tác huấn luyện mà trọng tâm là việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên. Vậy công tác phát triển, bồi dưỡng đội ngũ này đang được Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh triển khai như thế nào? Chúng ta cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Giành 6 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 11 huy chương đồng là thành tích của thầy và trò bộ môn khiêu vũ thể thao của tỉnh đạt được tại giải vô địch tranh cúp các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao được tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 3 năm nay. Với kết quả này cho thấy, hiện bộ môn khiêu vũ đang chiếm ưu thế và được nhiều vận động viên quan tâm tập luyện, đạt được nhiều tấm huy chương vàng nhất. Những kết quả đạt được tại giải vô địch các câu lạc bộ là thành quả xứng đáng của toàn đội có được trong suốt thời gian dài tập luyện. Huấn luyện viên Nông Văn Thịnh cho biết, hai năm qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các giải đấu khu vực và toàn quốc đều bị hủy bỏ. Nhưng các vận động viên vẫn kiên trì tập luyện để rèn kỹ năng và tăng sức dẻo dai, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho các trận đấu khi điều kiện cho phép. Có được những thành công này, chúng ta không thể phủ định sự đóng góp của các huấn luyện viên, những người đã dành tâm huyết cho phong trào thể thao. Theo huấn luyện viên trẻ Nông Văn Thịnh, người đã đồng hành cùng bộ môn từ những ngày đầu mới hình thành tại Cao Bằng chia sẻ. Để nâng cao trình độ chuyên môn bản thân, anh Thịnh đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ do Trung tâm Liên đoàn Thể thao tổ chức, không ngừng tự trau dồi kiến thức, kỹ năng trong huấn luyện. Với quý vị là một huấn luyện viên trưởng và bộ môn khiêu vũ thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Cao Bằng. Trước tiên là tôi cũng rất là cảm ơn ban lãnh đạo của trung tâm đã tạo một điều kiện thuận lợi nhất cho bộ môn. Đặc biệt là hàng năm thì tôi có được tham gia tất cả các lớp tập huấn do Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức. Đặc biệt hơn nữa là trước thềm SEA Games vừa rồi thì tôi cũng được tập huấn với một lớp trọng tài huấn luyện viên cấp quốc gia do Liên đoàn tổ chức, tập với các nhà vô địch thế giới. Và qua những cái lớp như này thì tôi học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là trình độ chuyên môn để đào tạo vận động viên đỉnh cao. Hiện bộ môn khiêu vũ thể thao có 12 vận động viên thành tích cao đang trong quá trình huấn luyện và sẵn sàng tham gia thi đấu các giải. Dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Nông Văn Thịnh, các em ngày càng tiến bộ, khẳng định năng lực của mình tại các giải đấu. Khiêu vũ thể thao là bộ môn nghệ thuật với các điệu nhảy có xuất xứ từ châu Âu, châu Mỹ Latin. Ngoài việc có một thể hình cân đối, các vận động viên phải có tố chất nghệ thuật và sự đam mê. Bộ môn này không chỉ giúp người học tự tin mà còn tăng cường sự đoàn kết, gắn kết giữa các vận động viên trong quá trình phối hợp. Vì vậy, ngoài vai trò là một huấn luyện viên hướng dẫn về kỹ thuật, anh Thịnh còn là người truyền cảm hứng, tạo động lực cho các em yêu mến bộ môn khiêu vũ. Thầy em luôn luôn là một người rất nhẹ nhàng và ân cần để chỉ dạy bọn em từ những ngày đầu bọn em theo học môn dance sport này. Sự tâm huyết của thầy dành cho bọn em thì dành qua những bước nhảy. Thầy luôn là người truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực để cho bọn em cố gắng từng ngày. Qua sự dìu dắt của thầy thì bọn em đã đạt được rất nhiều thành tích trong các giải khiêu vũ của tỉnh hoặc khiêu vũ thể thao quốc gia. Những năm gần đây, bộ môn Pencastilat cũng được xem là môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Tại giải vô địch các câu lạc bộ Pencastilat cấp quốc gia năm 2022, lần đầu tiên đội tuyển đã giành về nhiều huy chương như vậy, gồm 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. Huấn luyện viên Bùi Thị Hưng, một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh, đã dìu dắt các học trò của mình giành huy chương tại các giải đấu toàn quốc. Có được thành quả là quá trình tập luyện nghiêm túc của cô và trò trong thời gian dài. Hơn 5 năm gắn bó với bộ môn Pencastilat, chị Hưng luôn tâm huyết với nghề, biết vượt qua những khó khăn, thử thách
bố trí sắp xếp công việc hợp lý để dành thời gian huấn luyện cho các vận động viên. Đối với chị, ngoài yêu nghề, là một huấn luyện viên phải biết thấu hiểu, chia sẻ với các học trò. Bởi trên sàn đấu, yếu tố tâm lý rất quan trọng, nó sẽ quyết định đến thành tích. Nếu biết nắm bắt, động viên, khích lệ các vận động viên đúng lúc sẽ giúp các em vươn lên đến những đỉnh cao mới. Huấn luyện viên thì mình cũng không biết nói gì hơn, đó là sự tâm huyết. Làm việc luôn luôn đặt cái tâm, đặt về cái tâm, cái đức của một người huấn luyện viên lên hàng đầu. Thứ hai là về cái công tác huấn luyện thì phải luôn luôn tìm tòi, học hỏi. Mình đi ra ngoài, mình có những cái học hỏi ở phía bên ngoài nữa, thì bản thân mình cũng luôn luôn là trau dồi, luôn luôn là học những thứ mình chưa thể tốt thì mình cũng đi ra ngoài mình học thêm. Thì trước hết thì được thành tích ngày hôm nay thì trước hết thì phải cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tất cả cô trò được đi tập huấn giao hữu, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng với đó là cái chế độ dinh dưỡng cho cái độ thuốc bổ cho vận động viên rất là kịp thời cho các em trong quá trình tập luyện và tham gia thi đấu. Cùng với đó, trong 2 năm vừa qua là dịch Covid-19 rất căng thẳng, giãn cách xã hội hay là rất nhiều thứ khó khăn, nhưng từ những khó khăn đó chính là những động lực để cho cô trò cùng nhau quyết tâm đồng lòng để một ý chí cao nhất để mang vinh quang về chúng ta, những thành tích cao nhất về cho tỉnh nhà. Cũng hứa rằng cô trò trong cái thời gian tới sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm hơn nữa để mang được những thành tích tốt hơn về cho tỉnh. Theo kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2020-2025, xác định 3 nhóm thể thao trọng điểm của tỉnh Cao Bằng, gồm nhóm 1, các môn thể thao trong hệ thống Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, nhóm 2, các môn thể thao trong hệ thống giải khu vực và toàn quốc, nhóm 3, các môn thể thao phát triển. Hiện Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh đang đào tạo 240 vận động viên ở 3 tuyến, tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến tỉnh. Huấn luyện đối với 13 môn thể thao trọng điểm như pencastilat, muay, vavinam, kickboxing, karate do, khiêu vũ thể thao, bóng bàn, bóng rổ, điền kinh, cầu lông, cờ vua, bóng bàn nhi đồng và quần vợt. Nhận thức rõ trách nhiệm, tầm quan trọng của đội ngũ huấn luyện viên trong sự nghiệp phát triển thể thao của tỉnh nhà, Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh đã triển khai một số giải pháp trọng tâm. Chúng tôi dựa vào kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao của Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2020-2025. Qua đó thì chúng tôi xây dựng kế hoạch huấn luyện theo từng năm và chúng tôi chia nhỏ ra từng chu kỳ theo tháng, quý để chúng tôi thực hiện công tác đào tạo thể thao thành tích cao. Qua đó thì chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và họp rút kinh nghiệm với các huấn luyện viên và vận động viên để cho các huấn luyện viên và vận động viên thấy được những cái điểm còn yếu, còn thiếu để rút kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra thì hàng năm thì chúng tôi cũng thường xuyên trang bị thêm những cơ sở vật chất, những dụng cụ tập luyện chuyên môn để đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu tập luyện về cái thể lực chung và thể lực chuyên môn của các vận động viên. Và chúng tôi thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, học hỏi kinh nghiệm cho các vận động viên, huấn luyện viên tại các tỉnh, thành, ngành trong cả nước có phong trào phát triển. Và chúng tôi tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc theo kế hoạch và những cái giải ngoài kế hoạch. Và qua những cái giải đấy thì chúng tôi phát hiện và tuyển chọn thêm được những vận động viên có thành tích và có cái tiềm năng phát triển. Chúng tôi gửi các huấn luyện viên và vận động viên liên kết với các đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia hoặc là các tỉnh thành ngành có phong trào phát triển. Thì chúng tôi gửi những cái vận động viên và huấn luyện viên đến để tập huấn dài hạn, học hỏi và trau dồi thêm về chuyên môn. Những năm qua, ngành thể thao thành tích cao tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2020, thể thao thành tích cao đạt 57 huy chương các loại ở trong các giải khu vực và toàn quốc. Trong đó có 2 vận động viên kiện tướng, 3 vận động viên cấp 1 quốc gia. Năm 2021, đạt được 39 huy chương các loại, 1 vận động viên đạt kiện tướng và 3 vận động viên đạt cấp 1 quốc gia.
Từ đầu năm đến nay, các vận động viên tỉnh Cao Bằng đã đạt 73 huy chương các loại, trong đó có 6 huy chương vàng, 25 huy chương bạc, 42 huy chương đồng. Có 2 vận động viên đạt kiện tướng và 9 vận động viên đạt cấp 1 quốc gia. Như vậy, chúng ta có thể thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên có vị trí quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp thể thao. Vì vậy, để đạt thành tích cao trong thời gian tới, đòi hỏi mỗi một huấn luyện viên cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng huấn luyện, cũng như tích cực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Xây dựng đội ngũ huấn luyện viên bản lĩnh, chuyên nghiệp, tâm huyết để đưa phong trào thể thao của tỉnh ngày càng đạt được nhiều thành tích cao. Thưa quý vị, hè sang là thời điểm mà những cô cậu học sinh từ biệt mái trường thân yêu, cũng là lúc tiếng ve kêu râm ran, màu phượng vĩ đỏ thắm, xen kẽ những gương mặt bịn dịn, tiếc nuối khi phải chia tay mái trường, bạn bè, thầy cô. Ca khúc Tạm biệt nhé vang lên như lời chia tay ngọt ngào của một học trò khi sắp rời xa mái trường thân yêu. Trong một giai điệu cuối tuần này, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. Chào khi xung quanh bạn luôn có tôi, nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cánh phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học, quân giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi, để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Trong vẫn ngóng ra đâu, dân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế và tôi một mình lẻ loi. Tạm biệt từng lớp học, muốn giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Mai xa
tay rồi. Cho tôi yêu thương nơi này một chút thôi, để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Lúc ta đi với nhau khi tan trường, mãi là người bạn thân nhé. Xa rồi bạn đừng quên xin tôi. Chào. Các khúc vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục văn hóa thể thao tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.